Alo. Đây có phải là số điện thoại của gia sư Diễm My không? Dạ phải rồi ạ. Vậy là em được tuyển làm gia sư rồi hả chị? Sao tôi phải thuê gia sư chứ? Tôi rảnh quá nên gọi điện thôi mà. Hả? Trời đất ơi. Thấy người ta ha, đang bị vậy là còn gọi điện thoại chọc ghẹo tôi nữa hả? Bình tĩnh mày ơi, giỡn chút xíu cho nó vui, trong nhà trong cửa mà. Kiểu đó hả? Bình tĩnh mày. Điện thoại kìa. Đủ rồi nha, tắt điện thoại đi. Có gọi không vậy? Có đâu, điện thoại thiệt. Dạ alo. Dạ phải rồi ạ. Ngày mai em qua nhà em gặp phụ huynh luôn hả anh? Là vậy em chú tuyển làm gia sư rồi hả? Dạ em cảm ơn anh. Em có kinh nghiệm dạy kèm không? Dạ em chưa có đi dạy kèm nhiều, nhưng mà kinh nghiệm thì em có chút. Vừa trẻ mà còn xinh đẹp nữa, chắc ba mẹ em vui lắm ha. Dạ em đâu có xinh đẹp gì đâu chị, em chỉ hơi đẹp thôi à. Đã trẻ tuổi, xinh đẹp mà còn được học ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn nữa chứ. Ba mẹ em tự hào là đúng rồi. Trường nhân văn? Ừ. Trường nhân văn đó mà đào tạo, chắc chắn là em sẽ dạy giỏi lắm. Chị yên tâm khi gửi con chị cho em. Dạ thật ra em học trường... Nè, chị gửi cho em 1 tháng lương. Em kiểm tra đi. Dạ. Tuy em chỉ là sinh viên mới ra trường, nhưng mà chị cũng gửi lương cho em giống như là giáo viên dạy kèm lần trước vậy. Được đào tạo ở trường nhân văn mà, chị rất là yên tâm khi em dạy con chị. Cái gì vậy trời? Mình chưa biết mặt mũi của trường nhân văn sao mà cứ nói mình là sinh viên trường đó hoài vậy trời. Dạ. Em có gì thắc mắc không? Có nên nói mình là sinh viên trường dân văn không? Chứ không phải nhân văn. Trời ơi, nói ra chắc chắn là bị đuổi liền cho coi. Nó làm sao đây? Không thể bị đuổi được. Luôn cao quá nè. My ơi, My. Thôi kệ đi. Tại người ta nghĩ mình học trường nhân văn chứ bộ. Đâu phải tại mình đâu. Dạy giỏi là được. Thôi kệ, từ hôm nay mình phải là sinh viên trường nhân văn. My, có gì thắc mắc không em? Dạ. Dạ không. Chị ơi, từ nay về sau có gì chị giúp đỡ cho em nha. Ừ. Tại tiền lớn em bất ngờ quá. Anh cảm ơn chị. Về. Về rồi đó hả? Qua đây chào cô giáo mới đi kìa. Chào em. Em là Trạng Nguyên đúng không? Trời ơi, dễ thương quá à. Xin giới thiệu với em, cô là Diễm My. Từ nay về sau cô sẽ là giáo viên dạy kèm mới của em. Cô và em chúng ta phải cố gắng lên nha. Yeah. Sao mẹ không chịu hiểu con hả mẹ? Con đã nói là ngoài thầy Đức ra con sẽ không hộp ai hết á. Dễ gì mà dè, làm như thân lắm vậy. Cái thằng này không nghe lời mẹ mà bắt mẹ nghe lời con hả? Dạ không sao đâu chị, tại tuổi teen mà cho nên đôi lúc hay bốc đồng lắm. Chị cho em lên nói chuyện với Nguyên một chút xíu thôi là Nguyên thay đổi liền à. Em có tài thuyết phục lắm đó chị. Vậy cũng được. Dạ. Ơi, chết rồi, xin lỗi cô giáo nha. Dạ. Chị để quên chìa khóa rồi. Em chịu khó đi lối này nha. Ủa, cái lỗ đó cũng đi được hả chị? Tại thằng Nguyên nhà chị nè, nó không có muốn ai vô phòng nó mà không có chìa khóa. Thành ra bây giờ mà muốn vô phòng nó, chắc phải chịu khó vô cái đường này. Dạ không sao đâu chị, em chịu khó lắm. Dạ. Không sao. Mà sao có cái đường này ngộ quá vậy chị ha. Ráng lên đi. Hôm nào mà có cơ hội á, chị sẽ kể cho em nghe câu chuyện tại sao có cái đường đi này hả? Dạ. Cô giáo, ráng lên nha. Dạ. Em vô nha. Chúc cô giáo may mắn nha. Dạ. Trời ơi, cái nhà này ngộ.
ngộ thiệt chứ. Trạng Nguyên cứu. Làm gì hết hồn vậy? Dạ, con tưởng bình ga nổ. Chào ông. Cô là ai? Dạ, con là Diễm My. Anh là gia sư của Trạng Nguyên á ông. Gia sư mới hả? Dạ. Còn trẻ gì mà đi làm gia sư hả? Dạ. Nay nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con... con cũng biết con nhiêu tuổi nữa. Dạ, con giỡn á, năm nay con 23 tuổi rồi ông. Thế à? Dạ. Ừ. Con xin phép lên lầu nha. Ừ. Dạ. Làm cái gì mà hốt hoảng? Ừ? Ai cho tắt nhạc của tôi? Mở nhạc lên. Phải tắt nhạc thì mình mới học được chứ đúng không? Học cái gì mà học? Đi vô mày. Đi vô. Mày đi vô. Đi vô. Đi vô. Cái gì vậy cô giáo? Cái thằng này nó quậy nữa đúng không? Nè nha, tôi đếm tới 3 mà không mở nhạc lên lại là biết tay tôi rồi chứ. 1 2. Ta nè, con học ở đâu ra cái thói giang hồ vậy hả? Ăn nói với cô giáo cái kiểu đó đó hả? Ngồi dậy học bài đi. Cô giáo chờ kìa. Thôi, con không học đâu. Con không học với bà đó đâu. Bây giờ học không? Không. Không hả? Trời ơi. Trời. Có chân đó. Chồng làm gì mà la dữ vậy trời. Xong rồi đó cô giáo, vô dậy đi. Dạ, cảm ơn chị. Nguyên ơi, cô đã trở lại với em rồi nè. Đi ra ngoài. Vậy nó đã thành kết. Cô giáo dạy tiếp đi. Dạ. Chị ơi. Hả? Chị ở lại đây luôn được không chị? Không cần. Ê à. Nói cái gì đó. Điều hồn đó. Đưa đôi dép đây. Không cần. Coi chừng. Có gì không em? Dạ, cho em hỏi là ở đây có tuyển người nữa không anh? Ở đây đủ người rồi em ơi. Anh ơi, ở đây có đồ ăn thừa không? Cho em miếng luôn. Em ơi, em tới trễ quá, đây đủ người rồi. Chị ơi, ở đây có nước không? Con ơi, đây là công việc của đàn ông. Con đàn bà con gái, sức đâu mà làm được việc này. Hôm nay ấy, chú chỉ giải quyết cái hai cậu này thôi, nha. Chú cho con làm đi chú. Con làm giỏi lắm á chú. Trời ơi, đã bảo rồi, việc này nó nặng nhọc lắm, sức con gái không làm không, được. Con làm được, để con làm cho chú coi nha. Cố lên chị ơi, cố lên. Đấy, nặng lắm đấy. Ôi. Ôi. Nhanh. Có chị sao không? Chị có sao không vậy chị? Không sao. Chị có sao không? Chắc không sao đâu. Thôi hai cậu đi vô làm nha. Chú ơi, chú cho chị con làm đi mà chú. Chú cho chị con làm đi mà chú. Chú ơi, giúp chị coi với chú ơi, giúp chị coi với chú ơi, giúp chị coi với. Trời ơi, có sao không con? Có đau lắm không? Có sao không? Rồi, dậy nào. Trời ơi, đã bảo rồi, đàn bà con gái sức đâu mà làm. Dạ, không sao. Mục đích của công việc chúng ta là nhằm tạo sự chú ý từ khách hàng. Cho nên chúng tôi không yêu cầu trình độ. Cái quan trọng là trong tất cả các bạn ở đây,
ai có giọng nói rõ ràng và lớn nhất thì người đó sẽ được nhận. Các bạn hiểu không ạ? Rồi, bắt đầu từ anh. Bữa giờ sẽ 86 em ký. Cảm ơn anh, mời anh qua đây. Người tiếp theo. Cảm ơn chị ơi. Bữa giá sánh 86 ngàn một cây. Giọng nói của tốt. Mời em qua đây. Ai đạt yêu cầu thì sẽ được đứng bên đây. Những bạn chưa đạt yêu cầu của chúng tôi thì mời các bạn qua đây. Rồi mời người kế tiếp. Bữa giá sánh 86 ngàn một ký. Cảm ơn em, mời em qua đây. Người tiếp theo. Bữa giá sánh 86 ngàn cây. Giọng em cũng tốt nhưng mà vẫn thua chị này. Mời em qua đây. Mời anh tiếp theo. Bữa giá sánh 86 ngàn một cây. Giọng anh tốt lắm. Đi theo tôi. Khi mà mình chia thể bị động thì bắt buộc phải thêm to be. Còn động từ thì chia thì quá khứ. Ví dụ như trong câu việc này sẽ hoàn thành sớm thôi thì câu sẽ là this job is going to be done soon. Hiểu chưa? Cô thôi đi. Sao mà thôi được? Từ nãy giờ mình học chưa được nửa bài nữa đó. Em ráng lên đi. Không sao hết trơn, tập trung chút xíu thôi là nhớ nhanh dữ lắm. Cô biến chỗ khác giùm tôi đi. Em còn nhiều thời gian lắm, không sao đâu. À, cô có cách này học rất là hiệu quả nè. Mình sẽ học bằng bài hát nha. Cô biết có một cái bài hát này á, cũng là chia ở thể bị động này luôn nè. Cô đây con đây. When you tell me I can't touch you. Đẹp đây. Ồn quá. Too far to really choose. Tôi nói là cô dẹp đi. Cô không nghe hả? I love to be loved by you. Cùng chết hả? Khùng điên đâu á. Quên nữa, buổi học hôm nay coi như là kết thúc nha. Đi đâu? I love to be loved by you. Làm cái gì mà nó mừng như trúng số vậy trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.